Ai nói tông hai bên chỉ cho trẻ con nhỉ? Đều chẳng biết gì cả. Sao không thử búi lại? Xin chào với tóc nhỏ. Bị tuột rồi. Tớ ngồi đây gấp đồ được không? Có mỗi giặt ủi đồ mất cả ngày. Này của cậu đấy. Tớ chỉ muốn búi tóc dễ thương mà mãi không được. Đây có thể là giải pháp nè. Bạn có tất thừa không dùng đến ư? Lấy kéo và cắt đầu đi. Giờ tập trung vào phần ống. Cuộn lại thế này. Tiếp tục nào, xuống dưới. Giờ bạn có một cái vòng tròn nhỏ. Chà 2 vòng. Vẫn muốn búi tóc nữa chứ Betty? Luồn tóc bạn qua và quấn vào. Rồi tiếp tục cuốn lên trên. Nới tóc ra một chút. Như vậy sẽ không thấy cái gì bên trong. Chà, tuyệt vời ông mặt trời. Cậu không cần đôi này đâu nhỉ? Này, có cần đấy nàng ơi. Được rồi, tôi sẵn sàng để tập tennis rồi. Cánh tay của tôi sẽ là sát thủ ngày hôm nay. Tóc dính vào mặt khó chịu quá. Đám dây chun này sẽ có ích đây. Cảm thấy tốt hơn rồi. Phải hiệu quả chứ. Hoặc có thể không. Tại sao những thứ này luôn luôn bị giãn ra vậy? Hãy nhìn xem Vicky đã xoay sở nhanh như thế nào kìa. Trà chai Ấn Độ thơm quá đi mất. Cái gì vậy? Này, đang mua dây chun hay gì vậy? Không, đó chỉ là một Lily thất vọng thôi. Này, trà của tôi. Lily, đặt cái mông xuống đây nhanh. Chun buộc tóc của cậu đang làm gì trong đó kìa? Trà nóng làm nó co lại kìa. Cẩn thận nào. Ai mà biết thứ này lại có thể co lại cơ chứ. Của cậu này. Cảm ơn Vicky. Bây giờ tôi có thể giữ tóc khỏi chọc vào mặt trong khi tập tennis rồi. Đúng, trông tuyệt hơn trước nhiều rồi. Tôi phải đi đây. Trời ạ, làm vòng tay trông thì dễ mà làm thì khó ghê. Chỉ cần thêm một nút nữa ở đây. Chào bạn yêu, cậu nên dừng lại đi, chúng ta sẽ đến bữa tiệc muộn đấy. Hãy xem chiếc vòng tay cao su này dễ thương làm sao. Ồ, búi tóc này trông hơi buồn, gái ạ. Này, để tôi xem thứ đó nào. Tại sao không dùng những thứ này để làm cho mái tóc của cậu chỉn chu hơn? Tóc của tôi là trang giấy trắng cho cậu vẽ đó Vicky. Đối với kiểu tóc này, bắt đầu với dải đuôi ngựa nhỏ thế này. Nhớ thắt chúng trả lại nhé. Rồi kéo nó lại. Sau khi thực hiện xong, hãy buộc một phần của các dải tóc lại với nhau ở dưới cằm. Lấy một phần tóc khác và buộc nó vào sợi tóc đã buộc. Làm điều tương tự với phía bên kia. Tiếp tục làm theo cách đó. Xong rồi. Hả? Thật sao Vicky? Bình tĩnh nào Lily. Vẫn còn một bước cuối cùng. Khá tuyệt vời đúng không? Đó mới là tóc đi dự tiệc chứ. Trời, cậu nên trở thành nhà tạo mẫu tóc Vicky ạ. Và cậu thật xứng đáng với chiếc vòng tay tình bạn này. Ồ, điều đó thật ngọt ngào, nhưng ta sẽ muộn mất. Cắt giấy chút nào. Làm thủ công là sở thích của Mỹ đó. Cậu ấy sẽ ngạc nhiên cho mà xem. Chúc mừng sinh nhật Annie. Cảm ơn cậu nhé. Cậu đang giấu cái gì sau lưng vậy? Ý cậu là món quà này ư? Tôi đoán là cậu có thể mở nó ra đấy. Tuyệt, tôi rất thích nhận quà. Có gì bên trong vậy? Cậu tặng tớ chiếc váy tớ ao ước ư? Cảm ơn rất nhiều, cậu thật là tuyệt. Thử luôn cho nóng nào. Ôi trời, rộng quá. Tớ luôn cực tệ khi nhớ sai quần áo của cậu mà. Tớ xin lỗi. Có thể ta sẽ làm được gì đó đấy. Có cây kéo kìa. Đừng là Annie, tớ sẽ sửa được. Xoẹt xoẹt. Đúng vậy, chắc chắn sẽ hiệu quả. Cởi váy ra rồi đưa tớ xử lý cho nào. Này kéo, sửa váy cùng chị nhé cưng. Trải váy xuống sàn như thế này. Bước đầu tiên là cẩn thận lấy nút quần ra, rồi chuyển nó xuống vị trí mới ở dưới này. Đến lúc cắt xén rồi đây. Chỉ cần cẩn thận cắt dọc theo đường may, cứ cắt mãi như thế cho tới khi đến lưng quần nhé. Giờ thì đến bước cuối cùng nè, chỉ cần khóa quần lại ở vị trí mới của nút. Xong xuôi, cậu thử đi nào, sẵn sàng rồi đó. Hay quá vậy, hy vọng là hiệu quả. Cậu làm được rồi, vừa như in luôn. Một món quà tiền hạ đến từ người bạn tuyệt vời. Trông cậu xinh ghê luôn. Đến giờ ngủ rồi. Tẩy trang cho môi thôi. Điều gì đang xảy ra thế? Này Haley, trông cô như một chú hề vậy. Đừng lo, vẫn còn cứu vãn được. Lấy một chút Vaseline và bôi nó quanh môi bạn. Đừng lo nếu son dính vào răng. Ôi, nhìn này. Giờ thì hãy chùi son và Vaseline bằng bông tẩy trang. Này các nàng, những mảnh thủ công mà bạn muốn chúng tôi làm là gì? Hãy bình luận phía dưới nhé. Chà, trông tuyệt hơn hẳn. Nadine, ngủ ngon nhé. Bạn đang tìm kiếm thánh vẽ mắt à? Hãy thử dùng một miếng băng keo nào. Nếu bạn thích một cú wax lông cực đau, hay những dấu dây, hoặc mấy cái thìa kỳ cục. Ôi, eo ơi. Thay vào đó, hãy thử cắt một bên miếng cọ đánh mắt. Nhúng nó vào lọ bột kẻ mắt. Dùng chiếc cọ ấy để vẽ lên lông mi bằng một đường kẻ nhanh gọn. Bây giờ bạn đã thành thạo cách vẽ mắt mèo rồi. Mèo. Được rồi Vicky, chúng tôi hiểu mà. Bạn đã vẽ được đôi mắt gợi tình đó rồi. Giờ hãy dùng nó để mê hoặc người mình thích đi. Cuối cùng cũng có một tối nghỉ ngơi mà chẳng phải làm gì cả. Có thể là ai được nhỉ? Ôi, tôi quên tiệt cuộc hẹn của mình. Trời ơi, tóc vẫn còn ướt. Trời ơi, tóc ơi, hãy khô đi nào. Ôi, tôi hết soda rồi. À, tôi có ý này cực hay. Cảm ơn nhé. Chiếc cốc này sẽ cứu ngươi cho tôi. Tóc ướt ư, hãy thử ngay mẹo này. Đặt một chiếc cốc lên đầu, lấy từng lọn tóc cuốn quanh chiếc cốc như thế này. Đừng quên dùng kẹp ghim nhé. Ghim tóc xuống để lọn tóc được giữ nguyên. Tiếp tục nào. Cuối cùng thì bạn đã cuốn cả mái tóc của mình xong rồi đó. Đừng quên ghim lọn tóc cuối cùng nhé. Cuối cùng, nhưng không kém phần quan trọng, hãy lấy máy sấy tóc ra và sấy thôi. Khô rồi phải không? Đến lúc lấy cốc ra rồi. Hãy nhìn những lọn xoăn hoàn hảo của Amy kìa. Wow, Amy trở thành người mẫu tóc từ khi nào vậy? Gái à, Bạn đã sẵn sàng cho buổi hẹn hò rồi. Wow, bạn làm thế nào mà tóc trông đẹp thế? Ồ, tôi chỉ dùng một mẹo nhỏ, không có gì phức tạp cả. Wow, Amy, nhìn bạn đẹp quá. Ồ, tôi biết mà. Chúng ta đi ăn tối chứ?